Theo thông tin ban đầu, lửa bùng phát lúc 12 giờ 30 phút tại khu vực rừng tràm sản xuất ở nông trường 402, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Do nắng nóng gay gắt, thực bì nhiều nên lửa cháy lan rất nhanh. Chỉ sau 30 phút, đám cháy đã lan rộng ra hàng chục hecta. Nhận tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, kiểm lâm, dân quân của địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, cô lập đám cháy. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo chữa cháy. Việc chữa cháy rừng gặp rất nhiều khó khăn do gió lớn, nhiều tuyến kinh mương trong khu vực bị khô nước. Với nỗ lực xuyên đêm, sáng nay ngày 11 tháng 4, ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, cho biết đám cháy tại nông trường 402 đã cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn đang dập tắt lửa ngốn và cháy âm ỉ trong lớp thực bì. Chúng tôi đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy, ông Vũ thông tin.